Alo, alo, chào bạn, mình là Du. Thì video trước mình cũng dẫn các bạn làm cái thằng hiển thị câu hỏi đẹp nhất á. Thì ở video này mình sẽ dẫn các bạn hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên chứ không phải câu hỏi đẹp nhất, bỏ mẹ đó. Thì ở lần này mình sẽ dẫn các bạn cúp từng cái dialog à. Đó, thì cúp từng cái dialog thì đây nhá, mình sẽ cho các bạn xem cái file. Cái file mình cốt sẵn rồi, mình phải cốt trước một lần xong mình mới dám hướng dẫn các bạn á. Đấy, giờ đây có cái dialog thông báo rồi. Đấy, cái dialog của bạn trông nó sẽ hình thù như thế này, nhìn xịn sò, nhìn đẹp không, xinh không đó. Thì hôm nay mình sẽ dẫn bạn là cách cúp từng cái dialog thông báo, cái câu trả lời, ok chưa? Rồi nhá, thì bây giờ bắt đầu vào là ok. Bắt đầu vào này thì là mình sẽ trong file layout của mình sẽ tạo ra một file layout vì xuống có tên là dialog thông báo, dialog thông báo. Ok, trong mình đang có một cái này layout, mình sẽ chuyển cho thành relative layout, bỏ cái orientation của nó đi. Mình sẽ làm giống hệt với cái dialog mà mình đã tự tự code một lần đây rồi, ok chưa? Đó, thì như các bạn nhìn thấy ấy, thì cái dialog này sẽ có một cái background nó bo trắng trắng này, bo nhìn trắng trắng này. Đấy, trắng trắng nhìn xịn xò này. Đó, thì nó là cái background dialog xám đen, background dialog xám đen, ok, xám đen, detail background dialog xám đen đây, ok. Mình sẽ copy thằng này tám vào trong drawable của mình. Sorry, nhầm, đây tám vào trong thằng này, ok rồi đó. Ở trong này mình cho nó cái background đấy, background dialog xám đen, background này xám đen đâu rồi, xám xám đen đây, ok. Rồi, nhìn xịn xò nhưng mà cái thằng này mình để hay của nó chỉ warp content thôi à. Hay, cái hay của nó chỉ warp content thôi. Rồi, warp content đương nhiên nó không có gì rồi. Trong này mình sẽ phải tạo ra một cái line layout khác này. Map parent này. Thằng này ở bên này mình cho nó rộng bao nhiêu. Cũng warp content. Tất tần tật đều ôm đều là web content hết, orientation vertical, ok. Thằng này không có background gì cả, thằng này chỉ có margin nữa. Margin bottom tận 20 dp cơ, ok. Thì mình sẽ copy cái margin đấy thôi. Đấy, margin bottom tầm 20 dp. Đó. Margin top 2 dp. Margin left right 2 dp. Margin chết, sorry. Margin right left tầm 2 dp. Ok, xong. Rồi, thì trong đấy thì rất như các bạn đã nhìn thấy, mình sẽ có một cái thằng text view ở trên này. Đúng chưa? Thằng text view ở trên này. Đó. Thằng text view trên này thì sẽ có, mình sẽ cho nó một cái text view này. Width là map parent này. Thằng này là 50 dp. Nó để hiển thị cái tiêu đề của thông báo, ok chưa? Tiêu đề của thông báo. Tiếp đến nữa. Thì graffiti của nó này sẽ chắc chắn sẽ là center rồi. Đấy. Tiếp đến nữa. Text. Mình sẽ test thử thông báo. Thông báo, thông cống, thông thông gì đấy, thông báo. Ồ, nhìn chữ nó hơi đen đen nhỉ. Đây đó, mình zoom to cho các bạn nhìn nhá. Thôi zoom bé lại tẹo đây. Đấy, tiếp đến nữa, text color chắc chắn mình sẽ để là màu trắng. Cái thằng này có
cấu số 1 à? Vãi cả cấu số 1 sao mình cái lúc mình code mình đặt tên ngớ ngẩn nhỉ. Ok rồi. Thì cái thằng Phong Family mình cũng để là thằng A nhá. Cái text size mình sẽ để cho nó tầm 17 đi FP thôi, 17 thôi. Đẹp chưa nhỉ? Nhìn giống bên kia chưa? Chưa giống lắm, text bên kia to hơn tận 20 DP cơ. 20 FP cơ. Rồi, thông báo rồi xong. Tiếp theo đấy thằng thông báo nó sẽ là một cái thằng có chứa một cái icon và một cái cấu cấu số 1. Cấu số 1 ok. Giờ đây mình sẽ cho nó một cái line layout này. Map parent work content đi. Work content orientation vertical. Rồi, thì thằng này sẽ có một cái background. Nó là background dialog trắng đúng không? Background dialog trắng thì mình vào trong này, background dialog trắng được nhìn 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 nhìn. Trong hay trắng? Trắng, không phải trong đâu. Background dialog trắng đây, ok. Copy. Đánh thẳng trong này. Ok, dialog trắng. Rồi xong. Thì cái phần drawable mình sẽ đại khái mình sẽ để cái file drawable cho các bạn download free thoải mái. Download thoải mái luôn thì bởi vì nếu như mà code để code thằng này giải thích ra thì nó sẽ khá là nhì nhằng. Hơi là nhằng đấy. Đây bài đọc trắng đen này. Rồi sang cái đây đọc giáo của mình này. Thằng này sẽ có một cái background trắng. Đây đọc trắng. Ok, rồi. Tiếp đến nữa trong thằng này mình sẽ cho nó một cái padding tầm 5 dp. Cái margin 10 dp. Đúng. Và trong này có gì? Thứ nhất là một cái image view đúng không? Map parent cho nó rộng thằng này tầm 70 dp. Cho nó cái icon src thông báo đúng không? Thông báo mình sẽ copy một cái icon nào đấy nhìn nó đẹp đẹp. Đây thông báo đây. Đánh trống, icon quả dứa đánh trống. Mình paste vào trong drawable đây, ok. Mình đặt là zoom doom D, nó có chữ D. Doom. Ok đó, nhìn trông xịn sò chưa? Đấy. Và bên dưới của nó là cái dòng thứ nhất. Bên dưới của nó có cái, một cái tag view nữa thì mình sẽ xin phép mình copy cái tag view này. Paste vào dưới này và mình chỉ sửa lại một tẹo thôi. Thứ nhất màu của nó sẽ là màu đen. Đó, thứ nhất và cái thứ hai là tag cho nó nhỏ đi. 15 thôi, ông ấy không nhiều đâu. Tiếp đến nữa là cái hay của nó mình sẽ để là web content. Và cái min mình sẽ cài cho nó một cái min hair là 60 dp. Kiểu gì kiểu thấp nhất phải 60 dp thằng này. Đấy. Rồi. Như các bạn thấy trên hình là nó có một cái nút là nút thử lại nữa đúng không? Ừ. Đây, nó chính là cái nút này. Ừ. Ok thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái nút. Một cái button. Thằng này mình sẽ cho nó là web content. Thằng này cho tầm 40 dp. 40 dp. Ok. Cái chết chết 40 dp. Cái background mình sẽ cho nó là thằng nút vàng. Đó. Warp content rồi mà sao warp content nó như này. Đây, cho bằng text nhá. Warp content đùa nhau à? Sao warp content gì này? Text là ok thì mình sẽ hiển thị chữ ok rồi. Thôi ông cho ông động hành quá. Ok rồi, ok. Text size cho nó tầm 15 FP thôi. Phong family vẫn là thằng phong A đấy. Cái text color FFF
Cái nút hình như nó to hơn 40 dp các bạn ạ. Nhìn trông nó xịn sò hơn. Đó, ok. Rồi. Tách tách size thôi. Cho nó thành 18 đi. Nhìn cho nó rõ chữ ok. 18 fp graffiti là center. Rồi. Cái thằng này để muốn căn ra giữa thì các bạn cho thêm mình cái line layout graffiti thành center vertical. Hiện tại nó không đang căn ra giữa cho mình. Cho xin lý do bạn ơi. Center vertical không được. Nên đây. Graffiti mình cho thằng này graffiti thành center vertical. Có tiên sư rồi. Nó đùa nhau à? Nó không thèm cắt ra sữa này. Ô quẻ nhỉ. Nó phi center với chị cậu. À, sorry các bạn. Sorry. Cực kỳ sorry. Không phải center với chị cậu. Mà là center horizontal. Đấy. Thì nó mới cắt ra giữa. Thì các bạn chỉ cần cho nó cái layout graffiti. Thằng này là center vertical để nó không ảnh hưởng đến thằng kia. Đó. Thì thằng này cho mình sẽ cho nó thêm một cái margin nữa. Tầm 3 dp. Để cho căn này nhìn cho nó đẹp mà. Ừ. Ok chưa? Rồi, đấy, mình đã có một cái thông báo hoàn chỉnh rồi đúng không? Thì vào trong này nhá, mình sẽ tạo ra một cái class Java class đấy là thông báo. Thông báo. Ok, thì cái class này nhá, mình sẽ kế thừa thằng dialog thông báo. Dialog kế thừa thằng dialog này, đấy. Thì khi mà kế thừa dialog xong ấy, nó sẽ bắt các bạn phải tạo ra constructor super nó. Thì các bạn chọn cho mình cái constructor đầu tiên. Đó. Và trong hàng này thì mình sẽ có thứ nhất. Như các bạn nhìn thấy trên hình ấy. Thì đầu tiên nó sẽ có cái nút ok nào. Ok tắt đi sẽ không làm gì cả đúng không? Thì ở đây mình sẽ gọi tạo cho nó một cái ID trước. BTN thông báo. À BTN ok. BTL ok. Đấy. Vào trong thằng này. Ở đây mình sẽ khai báo một cái nút button. Button. BTL ok bằng fin view by id r.id r.id chấm BTL ok đó xong rồi nhá xong đầu đấy nhá thì mình sẽ set sự kiện cho nó chấm set on click listener new một cái on view on click listener thì khi click thằng này làm gì mình sẽ đơn giản mình sẽ gọi đi mid để tắt nó đi tắt cái dialog đi và tiếp đến nữa ở trong này thì dialog thông báo sẽ có cái phần thông báo đúng không đấy mình sẽ cho nó một cái đầu tiên mình cũng gắn ID txv thông báo đó. Rồi vào trong này mình sẽ tạo ra trong này cho nó một cái thằng take view TV thông báo bằng new à không phải bằng new sorry bằng fin view by id ánh xạ cho nó hãng r chấm id chấm TV thông báo ok chấm vậy và thằng này ở đây mình sẽ truyền vào cho nó thêm một cái string nó sẽ là string thông báo và dưới này thì cái thằng text view thông báo này nó được set text chính là cái thông báo của mình ok xong đó xong rồi đấy nhá sau khi mình có cái dialog thông báo rồi đúng không mình sẽ sang bên này màn hình chính view thì như ở vừa nãy mình có báo báo với các bạn ấy mình có video trước mình hướng dẫn các bạn là tạo ra cái dialog bình thường đúng không? Thì ở đây mình sẽ new một cái dialog thông báo thứ nhất truyền vào cần vào là context chính là cái thằng bò của mình main activity thằng màn hình chính activity tiếp theo nữa là cái string thông báo đúng không thì mình sẽ string đơn giản thôi mình sẽ copy này đáp án chính là mình suộc là để nó xuống dòng này cộng thêm mới lại cái đáp án của câu hỏi ghép đáp án ok paste vào đây
mở ngoặc, đóng ngoặc này, chấm sâu, đó xong, và mình xóa thằng này đi. Rồi bây giờ để xem cái cúp tùm, mình cúp tùm lại cái dialog xem nó ra là cái gì nhá. Ok, ai là người con gái đẹp nhất 2019, kích vào xe đáp án. Ok, chết, lý do tại sao chết, vào đây xem. Sorry các bạn, quên mất. Có nghĩa là khi các bạn cúp từ một cái dialog nào đấy ấy, thì các bạn phải cung cấp cho nó cái file dialog đấy, phải có một file XML để nó biết, như là như mình chưa hề cung cấp cho nó biết là cái dialog thông báo này, cái file XML của nó là cái file dialog thông báo mình đã tạo. Thì đây, thì sau khi super context xong ấy, các bạn gọi cho mình set convert view và truyền vào cái error.layout.dialog thông báo, chính để cho nó biết là cái dialog thông báo này chính là nó sẽ hiển thị ra cái thằng dialog thông báo XML mà mình đã tạo. Ok chưa? Thế thì nhí đó này, ai người gái đẹp nhất 2019, đó chính là Ngọc Trinh, đáp án chính là Ngọc Trinh. Nó đẹp chưa, nhưng vẫn chưa ok em đâu, như các bạn nhìn thấy. Các bạn đây nhá, các bạn để ý nhá, nó có một cái viền trắng trắng này. Thực chất mình không muốn cái có viền trắng trắng này, nhìn trông xấu ở đây lắm đúng không? Đang yên đang lành đẹp này tự nhiên nói ra bốn cái ông cạnh nhọn này nhìn xấu vãi. Thì để giải quyết vấn đề này á, mình cần phải đại khái là xét cái dialog cho thành màu trong đi đúng không? Cho màu trong đi chứ nhìn trông nó hơi củ chuối á. Thì để xét màu trong ấy, cạn vào cái file dialog thông báo của mình nhá. Thì trước khi thì sau khi xét convert view xong ấy thì mình sẽ tiến hành mình xét cái màu trong cho cái thằng xóa cái trắng trắng đi. Xóa cái trắng của bốn góc đi ấy. Thì các bạn gọi cho mình là get window. Để cái window của cái thằng dialog trước á. Tiếp theo đó thì mình sẽ set cho nó cái background. Set cái background drawable đây, chính nó. Thì ở đây các bạn new cho mình một cái corner drawable, ok chưa? New một cái corner drawable. Thì thằng này nó sẽ lấy cái màu mà mình cung cấp và nó sẽ set cho cái thằng background, thì mình muốn cho nó một cái màu trong cái background của cái dialog đằng sau ấy, nó trong vậy. Thực chất như các bạn nhìn thấy ấy, thực chất đây là cái dialog à, và cái bên dưới cái trắng trắng này là cái background của nó đấy. Thì mình đây mình sẽ gọi này, android chấm, thứ nhất các bạn gọi ra cái graffiti của thằng android đấy. Trong thằng graffiti sẽ có thằng color, trong con lương nó có mã màu đây, chính nó đấy. Lúc nào là xét này sẽ xét thành xét cái xóa cái đèn trong của cái thằng dialog đi. Rồi bây giờ mình chạy lại nhá, thử nhá xem ok chưa này. Lên hình rồi đó, các nhìn chưa, nó khác hoàn toàn, nó khác bọt hoàn toàn so với cái thằng kia đó. Bây giờ ví dụ mình ngấm ok đó, mất đó, ổn không, ổn quá nhá. Nhưng mà có một chút mình sẽ chỉnh lại một chút, nhưng cái có cần chỉnh lại nhỉ, cái nút này ok chưa nhỉ? Rồi đấy, có nghĩa là mình nghĩ mình nút này ok rồi đấy. Đó. Ok rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây, chúc các bạn học lập trình vui vẻ.